Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tài Channel. Và hôm nay anh em mình lại đến với cái series khá là quen thuộc nha. Đó chính là về tựa game Monster Legend. Và hôm nay là cái ngày thứ 3. Wow, ngày thứ 3 anh em mình đăng nhập ha. Vô game thử coi có cái gì vui thêm nè. 1, 2. Wow. Đây, mấy cái bé này đã xây dựng xong cho anh em mình rồi ha. Ok. Wow. Để mình nghiên cứu coi cái này nó đang cần anh em mình đó là để giống như là tích lũy game ha. Thôi bỏ qua cái này đi, anh em mình lên tới level 5. Ui chà chà, để xem coi phần thưởng level 5 của mình. Unlock được một cái nhà. Rồi tiếp luôn. Thu hoạch nhẹ cái. Wow, ở đây thì mình đang có một cái bé mới nè các bạn ơi. Con này thuộc dòng UC ha. UC, bây giờ mình sẽ thả nó ra. Wow wow wow, con này giống như con gì ta? Ui, giống như sói ha các bạn, hay là cáo ta? Cáo là cáo ta có 9 đuôi, con này chắc là sói quá ha. Rồi ok, có thêm được một bé mới nè. Rồi ở đây thì anh em mình sẽ cho cái con này nó ăn một tí nha. Chắc có lẽ là cho nó maximum. Ui ui ui, tốn thức ăn quá. Rồi ở đây thì anh em mình còn được tầm khoảng 500 thức ăn thôi. Chắc có lẽ là không cho nó ăn đâu, nó ăn hào quá. Vị trí này thì anh em mình sẽ đi vào shop mua coi còn cái có bé nào nữa không. Có cái bé nào nó xịn sò một tí không. Wow, anh em mình đa phần là chỉ có mua được dòng cấp C. Mấy cái dòng khác là anh em chúng ta phải tốn tốn game đó các bạn. Mình thấy tốn khá là nhiều game luôn. Wow, dòng R thôi đã tốn 100 mấy rồi. UC thì tầm không mấy chục. Ôi chua quá các bạn ơi, này là không dễ ăn tí nào ha. Rồi ở đây thì anh em mình sẽ đi xem nhiệm vụ coi. Hôm nay nhiệm vụ anh em mình đó là thu hoạch. Wow, thức ăn, giờ đi mua thức ăn các bạn. Đây, anh em mình sẽ. Ô không phải, nhà này không phải nhà thức ăn. Cái nhà thức ăn của anh em mình đây nè. À, nhà thức ăn. Và ở đây thì mình sẽ mua 1000, mình được tới 150 nè. Đó, vô kèo. Rồi để xem coi có sự kiện gì hấp dẫn không. Không có thì chắc có lẽ là mình sẽ đi vô shop mình mua thêm mấy cái nhà. Đây, mình mới có tới nhà lửa thôi, nhà lá. Nhà lá, nhà lửa. Ok, đây mình xây thêm cái nhà lá đi ha. Mình có hai cái nhà lửa rồi. Rồi, tuyệt vời. Rồi còn nhà đất nữa. Ở đây thì anh em mình sẽ mình có vàng đúng không nào, mình có vàng mình vô mình mua thêm mấy cái nhà thức ăn nữa ha. Cái nhà thức ăn nó nằm đâu vậy? Ở vị trí này hả? Đây, nhà thức ăn đây rồi. Ok luôn, và đây là cái nhà thức ăn thứ hai của anh em mình ha. Wow, 2 trên 2 hết rồi, còn đây là thợ xây dựng. Đây, thợ xây dựng, anh em mình tốn 50 viên game để mua được một người thợ xây. Wow, mình lên được level 6 rồi nè các bạn ơi. Unlock thêm được một cái nhà nữa và cộng được thêm 2000 vàng. Rồi, vô mua luôn. Wow. Ủa, không cho để kế bên được hả? Đây, cho nó gần gần đi, anh em mình dễ xử lý. Work. Rồi, quá tuyệt vời. Rồi chỗ này thì anh em chúng ta sẽ dọn lính đâu rồi, vô dọn hộ anh cái này coi. 500. Cục này hơi mắc, cục này tới 5000. Hai bạn này mắc xây hết rồi, bây giờ là thiếu lính xây. Anh em mình hiện tại có 21 viên game mà không đủ game để có thể triệu hồi thêm một bạn nữa. Mình cũng đang để dành tiền để mình nâng cấp cái chỗ ấp trứng lên nè các bạn. Chỗ ấp trứng mới có một quả thôi, nó hơi bị bèo ấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực. À, mình sẽ chiến đấu trong cái khu vực đó là Butter. Đây, vô đây leo núi các bạn ơi. Vừa được vàng mà anh em mình lại vừa được thức ăn trong khu vực này nữa. Mấy bé này thì đây, mình có một bé level 7 rồi. Vô kèo. Đầu tiên thì anh em mình sẽ xem quan sát coi đó là cái chiêu nào mà mình được đam to to. Sau đó là mình sẽ tranh thủ mình múc tên bạn. Wow, chiêu lá này thì nó đam bèo quá. 39 rồi, bập luôn. Bay màu.
44. Vậy thì chiều này thì 26, chiều này thì nó vẫn ngon cơm hơn ha. Đó. Wow, cay quá nha. Tem bạn thì chỉ có hai bé thôi. 47. Ồ, 43, 22, 43, cái này nó khá là giống nhau. Rồi, bây giờ là tem bạn chỉ còn là một em duy nhất, 3-1 nè. Đâu rồi, 39. Bây giờ là còn 2-1 ha. 47, quất. 44, quất luôn. 39, quất luôn. 17, lụm luôn. Ui, victory nha. Vậy là đây chúng ta đã qua được thêm một cái cửa mới nè. Đó, tích lũy ở đây là được 2 nè các bạn. Ngon lành chưa? Rồi, cố lên. Lên tới bậc 7 rồi ha. Vô kèo. Ôi, mấy thành viên này có 2 con đều là level 7. Rồi, anh em mình bây giờ tranh thủ nha. 42, 42, xem nó đều là 42 hết. Ui, cái này 58 nè. Rồi, con nào mà máu ít. Con, ok, quất con này đi. Con này mình thấy chắc nó mạnh nè. 39, 39 với 47, đập 47. Cây nhà 44, còn cái này là 52, lụm 52. Đâu rồi, anh em nhà tôi đâu rồi? Vô kèo, bây giờ là đập tới cái con chim vàng. Ý chứ này là chim điện. Thôi ôi, cái chim điện này nó cũng khá là khỏe đó cả nhà. Nó lụm mình một hit một. Rồi, tới công chuyện luôn. Lụm bé điện, quả tuyệt vời. Victory ha, vậy là đây chúng ta lại có thêm một chiến thắng nữa. Lần này thì sẽ được 7.000 vàng với lại thức ăn. Wow, mình unlock được chiêu cho cái thành viên này luôn. Vô kèo. Tiếp tục, anh em mình lên tới những thành viên level 8. Đây, level 8 hả? Ồ, cửa thứ 8 mà mấy con này level 7 chứ. Rồi, kiểm tra xem đam con nào của mình nó to nhất. Đây, 58, vô kèo. Đập ngay tinh chùm đi. Tinh chùm gọi là bự nè. 50 luôn. 4 mấy hay 52. Đây, lụm. Lụm. Rồi, hạ được một em. Bây giờ là tem bạn sẽ là còn lại khoảng 2 bé. 50. Rồi, anh em mình đèo búa cùng bên trong trước ha. Hồi ôi, tem bạn bế mình hết một con rồi. Ôi, đây có chiêu đặc biệt luôn các bạn ơi, quất. Ủa, cái chiêu này là búp máu hả? Búp máu cho anh em mình nè các bạn. Đây, rất là tuyệt vời. 21, cái chiêu này thì 3, rồi lụm luôn nè. 42. Nếu mà chiêu này 42 thì chiêu này 50, lụm 50 đi. Quá tuyệt vời. 58 luôn. Ôi, anh em mình hết mana luôn nữa kìa. Cày quá nha. Victory các bạn ơi. Lại có thêm một chiến thắng nữa nha. Vô kèo. Anh em mình level 6 và kéo lên được một phút nữa rồi. Sắp tới con boss bự rồi đây. Tới công chuyện luôn. Vị trí này anh em mình tranh thủ. Ui, 105. Wow, lượng đam này khá gắt nha. Ô, 125 luôn nè. Đó, thấy quốc lượng đam gắt ổn ổn là mình bụp liền. Rồi, bé thần đèn của tem bạn cũng đi du lịch luôn. Vị trí này thì anh em chúng ta sẽ đến với từ chiêu rồi 50, 42. Rồi, xài chiêu 50 đi ha. Ngon lành. 42. Hai cái chiêu này nó ngang nhau. Wow, victory nha. Ổn luôn. Tiếp tục vào đây mình có được một cái vòng quay may mắn nè các bạn. Để xem coi anh em mình nhận được 500 thức ăn ha. Rồi, unlock được cho một cái chiêu mới cho cái thành viên. Tiếp theo thì đến với con boss rồi. Không biết là trận này quýnh với con boss này lại hay không đây. Vô keo. Xuống sát luôn anh em ơi, ba con kinh công. Ôi, 60, anh em mình phải nghiên cứu chiêu thức đàng hoàng mới được. Đây, 60, chiêu này là ổn áp nhất nè. 51, 3, rồi ok, 51 đi. Chiêu cuối. 29, 47, quất 47.
Ôi ôi không ổn anh em ơi, trời ơi nó gõ mình muốn đi du lịch luôn. Ôi không thể tin được các bạn ơi, nó gõ mình muốn đi du lịch luôn ấy. 47 nè. Rồi không ổn tí nào, giờ mình còn có con sao quýnh lại hai. Thôi rồi rồi các bạn ơi, thôi rồi nó bay nó quất mình như phim luôn. Rồi tốn 10 viên game thôi ha, tôi sẽ không để tốn tiền đâu ha. Game này mình để dành để mình còn làm nhiều việc khác. Giờ là anh em mình đấu tới chỗ này là đạt được giới hạn rồi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài để mình một là nâng cấp cho mấy cái bé dragon, mấy cái bé quái vật nè. Hai là đây anh em mình muốn ấy thì phải nâng cấp level lên mới được. Rồi để mình nghiên cứu kỹ lưỡng xem là bây giờ anh em mình cần làm cái gì ha. Gas motor để coi coi, anh em mình chưa có cái con nào mà nó xịn sò hết. Bây giờ thì muốn lên level nhanh nữa, muốn lên level nhanh nữa thì nên chúng ta sẽ đi cày là nhiệm vụ. Wow, rồi mình được một cái phần thưởng rồi nè. Đây anh em mình sẽ lượm chiếc nón bảo hiểm đi, 15.000 vàng. Rồi nhiệm vụ ở đây khi anh em mình làm cái gì ta, đây có khá là nhiệm vụ dành cho anh em mình, số điểm nó cũng tương ứng luôn ha. Risk Monster Thun với lại Natura Thunder hả? Thunder, để mình kiếm cái con Thunder, mình có con đó chưa ta? Con Thunder đâu rồi đâu rồi? New Order, có con nào nào bán bằng vàng á, nó chọn cho mình một phát một mấy con vàng không nhỉ? Fire Tree Rock. Ủa con Thunder nó nằm đâu rồi nhỉ? Nó trốn nó mất tiêu rồi. Go Benda Free. Rồi mình không thấy các bạn ơi, mình không thấy cái con đó. Bé này thì không phải. Ok, ôi lên cái nữa, lên level 8 luôn rồi nè. Ok ha. Rồi để mình vào shop mình ngó coi. À con này là free công này không. Ôi rồi để mình sẽ thả cái bé này ra nha. Đây cho nó vô chỗ ấp trứng đi. Ôi bé này thì ấp cũng nhanh nè. Rồi để hắn ta đi nghiên cứu, mình sẽ kiếm thêm, mình sẽ kiếm thêm những cái con rồng coi. Wow, chỗ này là chỗ xem quảng cáo ha. Anh em mình có thể xem quảng cáo để có thể kiếm thêm thức ăn, game và vàng. Cái này nó không cho mình, không cho anh em mình kiếm thêm rồng ha. Rồi bỏ qua cái này đi, không có rồng. Phải có con rồng nào xịn sò để anh em mình còn cày chứ. Khu vực này thì anh em mình mới unlock tới vị trí này thôi, còn mấy cái bên đây là mình chưa có mở được. Khu vực này mình mới được 14 ha, 14 sao. Rồi và các bạn ơi, anh em nào thích cái series về cái tựa game Monster Legend này thì các bạn hãy để lại cho Hante một like và bình luận ý kiến bên dưới nha. Hante sẽ cố gắng làm thêm nhiều video về cái tựa game này cho các bạn xem ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.